Cristiano Ronaldo đã chia sẻ niềm vui khi trở lại tập luyện cùng tiền Bồ Đào Nha sau thời gian thi đấu tại Al Nassr. Trong đợt chuẩn bị cho vòng loại Euro 2024, anh đóng góp 9 bàn thắng, giúp đoàn quân của Roberto Martinez giành nhiều chiến thắng. Trong khi đó, Luka Modric, thủ quân của Croatia và Real Madrid, khẳng định sẽ không rời Real Madrid dù không hài lòng với việc ít được ra sân. Anh quyết định tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Saudi Pro League đang nhắm tới Bruno Fernandes của Manchester United với mức giá 100 triệu euro. Al Nassr nằm trong số các đội bóng quan tâm. Fernandes hiện là trụ cột của Man United, nhưng sức hút của lương khủng ở Trung Đông có thể làm anh đổi ý. Romelu Lukaku của Chelsea đang thi đấu cho AS Roma, hy vọng được Roma mua đứt sau mùa giải này. Anh đang có phong độ tốt và muốn tiếp tục thi đấu tại Ý. Arsenal từ chối bán thủ môn Aaron Ramsdale trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng, dù có sự quan tâm từ Chelsea. Ramsdale muốn ra đi do thiếu thời gian thi đấu, nhưng Arsenal vẫn muốn giữ anh. Barcelona đã ký hợp đồng với tiền vệ trẻ người Mali Ibrahim Diarra, 16 tuổi, đang tham gia U17 World Cup. Dù chưa đủ 18 tuổi và không thể chuyển đến Tây Ban Nha ngay lập tức, Barca đã chuẩn bị cho sự gia nhập của anh vào năm 2024. Diarra, hiện chơi cho Academy Africa Foot, sẽ tham gia đội dự bị của Barca tại giải hạng 3 Tây Ban Nha. Trong khi đó, Chelsea và Newcastle đang quan tâm đến Rafinha của Barcelona, ngay cả khi Blaugrana chưa quyết định về tương lai của cầu thủ này. MU vẫn đặt niềm tin vào huấn luyện viên Erik ten Hag, từ chối tiếp xúc với đại diện của các huấn luyện viên khác dù có chuỗi 9 trận thua sau 18 trận đầu mùa năm 2023-2024. Ten Hag giữ được niềm tin sau thành tích thứ 3 tại Premier League và chức vô địch Carabao Cup mùa trước. VFF sẽ tổ chức bán vé trực tiếp trận Việt Nam vs Iraq vào 8:45 ngày 16 tháng 11 sau 2 đợt bán vé online. Trận đấu thuộc vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra tại sân Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 21 tháng 11.